Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bạn nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của những ngày tháng 11 năm 2020. Hiện tại trên màn hình nhỏ quý vị thì chúng tôi có hoàn thiện xong một bộ giường ngủ cũng như là bàn phấn trang điểm. Đây là sản phẩm chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của một khách hàng ở tại thành phố Việt Trì. Trước khi bàn giao cho khách hàng thì tôi có quay lại một video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu cho mọi người, những ai đang quan tâm. Đây là combo cái phòng ngủ rất là đẹp. Bên phải quý vị đây là chiếc giường vòm, chúng tôi gọi là chiếc giường vòm hay còn gọi là giường hoàng đế quý vị nhé. Chiếc giường này có kích thước là 1m8 x 2m, kích thước là 1m8 x 2m và làm sử dụng chất liệu gỗ là chất liệu gỗ re gừng. Đó. Toàn bộ những cái phần đường nét được chạm mà là được thắt thêm CNC rất là sắc nét, đường hoa văn hoa lá tây. Vậy về kích thước chiều cao tổng thể thì cái phần vòm cao nhất này và cao là 1m rưỡi quý vị nhá. Cái đầu giường này cao là 50cm, kết hợp những cái đường hoa văn này hay là những cái đầu tiện này rất là đẹp. Đây là đường nét hoa văn của chiếc giường này quý vị này. Đường nét hoa văn này. Đó, được chạm cũng như là hoàn thiện này, vô cùng là sắc nét. Sắc nét tinh xảo. Như là cái mẫu giường này quý vị này. Quý vị nhìn cái mẫu giường này. Mẫu giường rất là đẹp nhá. Mẫu giường cực kỳ là đẹp luôn. Bên trong này là chiếc bàn phấn. Chiếc bàn phấn này thì là chiều cao này phải đến 1m7, cao tổng thể là 1m7. Và bao gồm có hai cánh. Đây vị. Hai cánh để đồ hai bên này. Ngăn kéo ở giữa. Hai cánh ngăn kéo, ngoài ra có những cái hốc trang trí nhỏ quý vị để những cái đồ nữ trang nhỏ. Đồ trang điểm của chị em phụ nữ, những nữ trang nhỏ rất đẹp. Bên trên là khung gương. Khung gương này là có đục chặt tràng hạt cũng như là phần hoa lá tây ở trên này. Rất đẹp, gương khổ rất là lớn quý vị nhá. Gương khổ rộng. Đó, và chị em ngồi trang điểm rất là tuyệt vời luôn. Đó. Ngoài ra chiếc đôn này, vị này chiếc đôn này cũng làm rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nhá, và cũng được làm hoa lá tây chân cong rất là hay. Đó. Chiếc giường này, phần giáp giường này chúng tôi là giáp phẳng và làm sơn nhãn sơn view hoàn thiện rồi, nên là mùa hè chúng ta có thể nằm trực tiếp bên đây rồi, rất là mát cũng như là sạch. Cái thành giường này là dày 4cm này và khổ gỗ là dày 20cm, rất là chắc chắn. Đây, phía bên trong này là hoa văn của phần đuôi. Đây, hoa văn phần đuôi đây. Đó, hoa văn hoa lá tây cổ điển nhé, hoa văn hoa lá tây cổ điển cực kỳ là sang trọng. Đó, không gian phòng ngủ đây là một combo rất là đáng chú ý. Hiện tại tôi đang đứng ở phía bên ngoài đường nên là hơi ồn một chút nha. Và mọi người nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp tới xưởng đồ gỗ Tùng Tám này. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 816. Website là đồ gỗ tùng8.com. Ok mọi người, và hiện tại là chiếc xe của tôi là đang chờ sẵn đây rồi để chuẩn bị vận chuyển là bàn giao bộ nội thất này cho một khách hàng ở tại thành phố Việt Trì. Mọi người quan tâm thì có thể bấm đăng ký kênh của tôi để có thể theo dõi được những cái video clip giới thiệu sản phẩm khác. Xin chào mọi người.